Cả nhà ơi, đây là người sống vô gia cư nằm ngoài đường đấy các bạn này. Đây, các bạn nhìn họ ngủ đây. Hiếm hoi mới tìm được cái cảnh, có cái cảnh như thế này, nằm đây. Đây các bạn nhìn, này, thấy chưa? Đây này. Họ nằm ở chỗ bến bus nhé, bến bus. Xung quanh là bus. Hay quá các bạn ơi, hôm nay gặp được. Ở chỗ mình ở không có. Hôm nay sang thăm cháu gặp. Gặp cái cảnh họ nằm thế này đây các bạn nhìn này. Đấy. Vô gia cư đấy, không nhà đấy. Ở đây họ cho nằm thế này, mất cái bốp chỗ mình họ dẹp hết này, không được nằm như này đâu. Hai em các bạn. Đây xung quanh là bến bus. Việt Nam gọi là xe buýt đấy. Đây gọi là bus. Nằm bên dưới giải rất là nhiều thứ nhé, cũng ấm, đủ ấm. Hôm nay đi gặp cái cảnh này hay quá. Họ để cái gì đây? Xe ô nằm. Ở đây công an này cho. Đây là nơi con gái mình ở cũ. Bây giờ mình lại phải đi qua đây mới về đấy được. Hôm nay nó đổi, nó sửa đường, nó đổi đường. Phải chờ. Ở đây họ lại cho nằm như thế. Ở đây nó có cái xe điện như kia. Bên chỗ mình không có. Đấy, người sống vô gia cư đây các bạn. Nằm giữa bến bus luôn. Nằm cả ngày đây. Mọi người người ta đi lại, đi làm, đi lụng. Bây giờ là giờ là 12 giờ nhưng mà nằm vô tư thế này đấy các bạn. Schön, finde ich. Ja? Ja. Schön lustig. Ich glaube, das ist nicht lustig. Ja, schön für mich. Weil bei uns keine. Ja, aber das ist. Da muss man die Person fragen, ne? Ach, der hat schon laufen. Ja, ah, okay. Ein Video. Ja, oh, der ist schlafen. Okay. Đây là cửa nhà ga đấy, đấy, người ta ngủ đấy nhưng mà cái người
bên ngoài họ nói đấy, họ bảo quay là phải hỏi ấy, không được phép quay. Nó lắm chuyện lắm. Nó không như ở Việt Nam, à không như ở các chỗ khác quay nó dễ, ở đây quay khó lắm. Dân nó hay nói linh tinh á. Đây là bến Woods. Mọi người đi lại tấp nập cả. Đây ở nơi chỗ con gái mình ở cũ đây. Đây là những người nước ngoài. Họ bán cái đồ kiểu như đồ hoa quả này rồi đồ ăn giống như châu Á đấy. Không ngày đến cho nó phải đi đổi đường để đi qua đây. Đi vòng qua đây các bạn. Thì là cái đường tàu nó sửa. Chỗ này là mình quen lắm, bao nhiêu năm quen ở đây rồi đây. Không phải bao nhiêu năm, mấy năm, 2-3 năm. Thành phố này. Bây giờ không ở cái thành phố này nữa các bạn. Ja, ich bin so hier. Ja, aber jetzt haben wir jetzt die ganzen Sachen. Wenn man isst, dann hat man. Nên là Minh Thô thì to lắm các bạn. Đây là cái siêu thị. Museum Abteilberg. Chỉ đi qua đây thôi. Cái vá xà thum nên bảo đi thăm thì nó chưa đi được. Cuối cùng là đã con mua nhà chỗ khác ở chỗ khác rồi. Không ở đây này. Đấy nó gọi là cái vá xà thum đây các bạn. Các bạn lần ở đây này đi dạo tối nào cũng đi qua đây. Also Box of the Pilchenfleisch.
Đây là vùng thôn quê đây. Thôn quê họ thu hoạch củ cải đường đổ cả đống rồi các bạn. Vùng thôn quê nước Đức. Ruộng nó không có nước không, nó chỉ thế này thôi, nhưng mà trồng cây rất là tốt. Những cái lúc mà nó bị cạn nước thì là người ta tưới bằng cái vòi. Ruộng này các bạn ngắm ruộng. Vùng thôn quê đấy. Quê nước Đức. Đây những cái nhà riêng đấy, các bạn muốn nhìn nhà riêng của nước Đức thì các bạn nhìn kiểu nhà đấy. Nhà riêng của họ nhìn bên ngoài nó đơn giản lắm. Đấy, cánh đồng đây. Không có nước lõm bõm như ở Việt Nam.